Còn vài hôm nữa thôi là coi như sắp hết cái kỳ nghỉ hè này rồi. Hôm nay thì bắt đầu sắp xếp hành lý dần dần chứ lần nào đi thì cũng sát ngày thì mới chuẩn bị không à. Mà phải công nhận là nhanh thiệt, quay qua quay lại là gần tới 1 tháng rồi. Mọi người hay hỏi là ở bên Nhật ăn hải sản không có ngán hay sao mà về nhà lại ăn hải sản nữa. Thật ra là tại vì mình cũng muốn cho ba mẹ trải nghiệm ăn thử những cái loại hải sản này kia. Ba mẹ thì nhiều khi không có dám mang, lúc nào thì cũng để dành dụm cho con cái này kia hết. Bởi vậy nên lần này về thì mình có làm rất là nhiều món về hải sản, kiểu như sẵn tiện rồi mình ăn ké chung luôn vậy đó. Hôm nay thì sẽ có món sò điệp xốp bơ tiêu chút ăn chung với bánh mì, với có thêm được tầm khoảng ký 2 ký tôm càng. Cái loại tôm càng này thì nó nhỏ nhỏ chứ nó không có được to. Trong lúc đợi luộc tôm thì mình sẽ tặng cho ba một cái món quà, mỗi lần mà ba bên bè mà muốn gọi cho mình thấy mặt này kia thì nhìn nó cũng an tâm hơn. Mình tặng cho ba một cái chiếc điện thoại Xiaomi Poco M6, chiếc này thì mình tậu ngoài cửa hàng Sephora, màn hình thì tới 6.79 inch cùng cấu hình máy ấn tượng, đã vậy mà còn được sạc nhanh lên tới 33W, pin khủng nên sử dụng cả ngày mà không lo nhanh hết pin. Cái tôm mà mình luộc nãy giờ thì hình như cũng đã được rồi nè. Cái loại này thì đã chín rồi nên mình chỉ cần luộc sơ sơ thôi. Cái con tôm càng này hình như cái loại này nhập hay sao mà mình thấy lạ ghê luôn á. Món sò đẹp này chấm bánh mì nhưng mà làm cái nước hình như nó hơi ít. Điện thoại này thì chụp hay quay gì thì mình cũng thấy màu sắc rất là sắc nét. Dòng này thì có nhiều màu sắc mà giá thì lại ngon nữa chứ. Còn có thêm một cái gói hỗ trợ trả góp 30 đầy đủ. Đặc biệt là ngoài Sevenus còn hỗ trợ giá thu củ điện thoại 2G lên đời 4G siêu tiết kiệm. Còn bây giờ thì mình sẽ thử lột cái con tôm này ra coi nó làm sao ha. Bên trong thì nó cũng có gạch này kia đó nhưng mà cái vỏ của nó cứng cực kỳ luôn. Hôm nay hên hên sao làm cái món xốp bơ tiêu này ăn hơi bị dính nha. Còn cái món tôm càng này thì mình thấy ăn vào thì cái thịt nó vẫn còn chắc nha, nhưng mà còn cái độ ngọt của nó thì nó không có còn nữa. Có ai biết cái con tôm càng đó làm được cái món gì ngon không mọi người? Có gì thì chỉ cho mình biết chứ nha. Cái con tôm này thì mình nhớ có người sẽ làm được một cái món gì đó, như là cũng làm bơ tỏi ăn chung với bắp này kia hay sao á. Con tôm này thì mình nhớ bên Nhật thì mình đã từng ăn rồi, nhưng mà ăn cái loại tươi sống nó ngọt dữ lắm kìa, còn cái này nó không còn cái độ ngọt nữa. Tôm đông lạnh nhưng mà cái thịt bên trong nó vẫn còn chắc như vậy thì cũng ok lắm rồi đó. Cái món này thì mọi người nhớ làm theo cái chén muối ớt cay cay thì ăn nó mới đúng bài được. Cái món này mà chịu khó ngồi lột thì cũng không có được bao nhiêu thịt hết. Thank you.